Chiều 1 tháng 10, các cầu thủ câu lạc bộ Bắc Kinh đã tới Việt Nam để chuẩn bị cho giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội, Cúp T&T Group 2024. Đây là lần đầu tiên đại diện của Trung Quốc tới Việt Nam thi đấu. Chính bởi vậy, các cầu thủ đều tỏ ra khá hào hứng ngay từ khi đặt chân xuống sân bay. Tại đây, họ nhận được sự tiếp đón đầy tình cảm của các cầu thủ chủ nhà. Bộ đôi tuyển thủ quốc gia là thủ môn Kim Thanh và tiền vệ Bích Thùy cũng đã có mặt để gửi tặng những món quà đậm chất Việt Nam. Câu lạc bộ Bắc Kinh là một trong những đội bóng hàng đầu tại giải vô địch quốc gia nữ của Trung Quốc. Đội bóng hiện đang sở hữu thủ thành đội tuyển quốc gia Trung Quốc là Pan Hongyan. Đội bóng này cũng đang trong quá trình trẻ hóa lực lượng khi đem tới Việt Nam tới 12 cầu thủ sinh từ năm 2000 trở đi. Trong đó, cầu thủ trẻ nhất mới 18 tuổi. Tuy nhiên, họ vẫn sở hữu một số cầu thủ giàu kinh nghiệm để dẫn dắt các đàn em là bộ đôi cựu tuyển thủ quốc gia Trung Quốc Lui Yuting và Madinai Shadike. Ở trận ra quân, câu lạc bộ Bắc Kinh sẽ đối đầu với Thái Nguyên T&T vào lúc 15:30 ngày 3 tháng 10 trên sân vận động Hàng Đẫy. Toàn bộ các trận đấu tại giải bóng đá nữ quốc tế Hà Nội Cúp T&T Group 2024 đều được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.